cho nó ra cái này nhỉ. Chúng ta điều khiển cái nhân hai ma trận thế nào nhỉ? Đây này. Tôi nói lại cái nhân hai ma trận này toán học chúng ta thấy lại nhé. Bây giờ ta coi ma trận A nhân ma trận B để được ma trận C. Nếu ma trận A kích thước m nhân n, ma trận B kích thước m nhân k, thì ma trận C nhận được sẽ kích thước, tôi nói nhầm chỗ này, đây là n nhân k, thì ma trận này kích thước m nhân k. Được chưa? Ví dụ nếu ma trận A hai dòng ba cột, M là 2, N là 3, thì ma trận B bắt buộc phải có 3 dòng. 3 dòng, tôi lấy ví dụ 0, 1, 0. Ví dụ ma trận này là 3, 3. Đấy, thế thì thế này thì nhân được này. Cái ma trận thứ nhất này là gì? Là hai dòng ba cột 2 nhân 3. Ma trận thứ hai là 3 nhân 3. Như vậy là số cột của ma trận thứ nhất phải bằng số dòng của ma trận thứ hai. Thì sau khi nhân xong thì chúng ta sẽ nhận được cái ma trận kết quả hai dòng ba cột. M là cái đầu tiên này này. K là cái này này. Còn cái thành phần ở giữa giống nhau là nó bỏ đi. Thì cái này phải là gì? 2 nhân 3. Bởi vì nó nhân thế nào? Nó nhân thế này đây này. Cái dòng đầu tiên này nhân với cái cột này. Sau đó vẫn cái dòng đầu tiên đó lại nhân với cái cột này. Nhân lần lượt từng cột. Thì để được 3 phần tử đứng ở chỗ này. Đấy. Nào hình dung ra chưa? Bây giờ tôi lấy ví dụ nhé. Tôi nhân thử cho ta xem nhé. Dòng đầu này này nhân với cột này thì sẽ được phần tử kết quả là C11. Nó nhân thế này đây. Một nhân với không, hai nhân với hai, ba nhân với bốn, cộng lại thì chúng ta được một nhân với không là không, hai nhân hai là bốn, ba nhân bốn 12, 12 cộng 4 là 18. Vậy giá trị đầu tiên là 18 nằm ở đây. Đấy. Sau đó vẫn cái dòng một đó nhân với cột hai, tức là nhân với cột này. 16 chưa ạ? À, 16, 16 đúng là 16. 12 nhân với cộng với 4 là 16. Thì ta lại được là gì? 1. Đây. 1 nhân 1, 2 nhân 1, 3 nhân 1. Đúng không? Và cộng lại thì nó bằng 6. Và lúc đó là 6 đứng ở đây này.
dòng 1 của ma trận thứ nhất nhân với cột 1 của ma trận thứ hai thì được phần tử kết quả là C11. Dòng 1 thứ nhất nhân với cột 2 của ma trận thứ hai thì ta được phần tử C12. Đấy, ở vị trí con 6 ở ma trận kết quả này là C12. Bây giờ đến dòng 1 nhân với cột 3 thì ta cũng làm tương tự. 1 nhân 0, 2 nhân 3, 3 nhân 1. Sau đó cộng lại thì chúng ta được là gì? 3 nhân 2 là 6, cộng 3 là 9. Vậy 9 đứng ở đây. Đấy. Như vậy là xong cái việc nhân dòng 1 của ma trận thứ nhất với 3 cột của ma trận thứ hai thì chúng ta nhận được dòng 1 của ma trận kết quả. Tương tự như thế, đem cái dòng thứ hai này mà nhân với từng cột này thì chúng ta sẽ được cái dòng thứ hai. Đấy, thế thì chúng ta điều khiển câu lệnh thế nào để cho nó đúng được như thế? Nhân hai ma trận đấy. Thế thì trong cái lập trình này của mình là nhân một ma trận, nhân nó là một ma trận với một ma trận khác, đúng không? Thì đây là cái đối tượng đang có đây. Bây giờ nhân thêm với lại một ma trận thì sau khi nhân thì nó đổi thành thế này. Vậy đó. Nào, bây giờ ai trình bày? Nguyễn Lương Nghĩa trình bày. Chiếu lên. Dạ, em vẫn chưa làm cái câu cuối, em làm mấy câu đầu hết rồi. Được rồi, chiếu lên. Dạ, đập cái suất thì em vẫn thế thôi. Để... chưa nhìn thấy hình đâu. Vâng, để em xem lại. Thế đấy chưa? Chưa. Rồi, bây giờ mình thấy. Đây hàm hủy đấy ạ. Còn đây là hàm nhập, hàm khởi tạo với hàm sao chép thì vẫn thế rồi. Hàm nhập đây. Nem còn đây hàm cộng ạ. Hàm nhập thì vẫn thế thôi đúng không? Vâng, hàm nhập với suất vẫn thế. À, hàm cộng đâu? Hàm cộng đây ạ. Nếu mà khác m hoặc n khác n thì không cùng kích cỡ thoát ra. Còn đây cộng ạ. Không cùng kích cỡ và đầu bài nó bảo là return bao nhiêu đây? Dạ không kích cỡ, đầu bài không cần return ạ. Là không return hả? Dạ. Thế còn nếu không thì cộng nào, cộng đâu? Cộng đây ạ. Còn đây là em xuất ra luôn cái đáp án cộng vào luôn. Thế là in luôn á? Dạ cộng xong không xuất ra cái đáp án đây ạ. Không, lại chỗ này tôi lại nói là không nên làm như thế. Thao tác nào ra thao tác đấy, gọn. Đúng thao tác thôi. Cộng là cộng, còn xuất là xuất. Từng thao tác một, vì bản thân nó lúc nào xuất, lúc nào cộng. Chứ em đừng lẫn cái này, lẫn cái này sẽ dối nhé. Không lập trình cái này. Nhiệm vụ cộng, ta chỉ cộng thôi. Còn lúc nào mà xuất thì lại gọi hàm xuất. Vì ta có hẳn một cái hàm xuất thôi mà. Bỏ đoạn này đi. Còn đây là hàm nhân ạ. Rồi, hàm nhân đâu? Nhân một ma trận với một ma trận khác đúng không? Dạ. Nếu là gì nào? N khác M thì không nhân được. Đây nhân được. Em tạo một cái bài biến tắc đi. Ừ. Xong rồi em nhân. Đây nhân hàm với cột đi. Từ từ nhá. Cái chỗ điều khiển này là phải đúng đấy. Dạ. Thế sau đó thế nào? Yeah, sau
Em tạo một biên tạm đi ạ, à. Xong là từ cái biên tạm này em cho anh cho hai cái mang từ nhân với nhau xong cộng với nhau đi ra đáp án đáp số đi ạ. Từ 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 xem nào, từ từ cho tôi nhìn lại cho lập trình của con. Là từ chỗ này hình như là NM MN chứ quên đây đây đây, đây. Ta thống nhất là nói ma trận là nói dòng cột, dòng trước cột sau. Nếu ta dùng MN thì ta cũng dùng M là dòng, N là cột để cho nó thống nhất trong bảng chữ cái, chữ M đứng trước, chữ N đứng sau. Thế tôi hỏi cậu nhé, Vâng. cậu dùng ghi Rizan để làm gì? Dạ, em tạo một cái hàm kiểu biến tạm đi ạ. Để Ừ. chứa kiểu chứa đi ạ. Ra Ừ. xong em sẽ xuất cái biến tạm ra kiểu là cái biến tạm đấy nó sẽ chứa cái hàm nhân với nhau xong cùng xong bắt đầu mới cộng với nhau ạ. Đầu tiên Đúng sẽ nhân rồi, trước xong cộng ạ. Biến tạm là này tích cộng với lũy, nhau. nó tích lũy cộng tích lũy vào cộng rồi Vâng. đâu, thế sau đó nó sử dụng cái thời gian đấy ở chỗ nào? À. Thì sau ra khi đấy. nhân, sau khi nhân xong nhá thì cái ma Vâng. trận của mình thay đổi Vâng. đâu, nó thay đổi ở đâu đâu, Dạ là cái hàm này chứa có cái hàm gì ra vậy ạ? ừ. Ừ, như em thiếu rồi sao vậy? Chưa đúng, chưa đúng, chưa đúng, chưa đúng, chưa đúng, chưa đúng, chỗ này chưa được. Nhân với một số k thì của cậu là được rồi, nhưng mà nhân hai ma trận, nhân thêm với một ma trận là chưa được. Em nhân vào cái thời gian đấy nhưng mà chết cái ma trận của nó đâu, cái ma trận, cái đối tượng đấy, cái ma trận của nó được nhân thêm với một ma, đối tượng đó là ma trận, nó nhân với một ma trận khác thì sau khi nhân xong nó thay đổi đó, nó đã thay đổi gì đó. Vì sao? Hiểu chưa? Cái đoạn Dạ. in ra này cũng bỏ đi này. Chưa được. Nó thay đổi. Tôi đồng ý là em dùng cái resize. Cũng được. Có vậy thì ta mới nhân được, bởi vì ta nhân như thế mà ta thay đổi ngay vào thì là nó hỏng. Nó hỏng cái ma trận gốc. Nhưng mà sau khi tạo được ma trận tích rồi thì phải gán lại cái ma trận tích đấy. Cái ma trận resize của em chính là ma trận tích rồi. Nhân xong rồi thì phải gán nó vào cái ma trận đối tượng đang làm việc ấy. Vâng. À, thì em thưa. Rồi dừng lại sửa Vâng, đi, tự sao? sửa đi xong tí chiếu nhá. Ra đi. Nào có một bạn khác xung phong chỗ này. Mời một người Nguyễn Em Quang xe luôn. Trung. Vâng, thì em xe ạ. Rồi xe đây xem nào. Đây là Đây ạ. nào bây giờ nói cái chưa nói thôi, còn cái đã nói rồi thôi. Em nhân hai ma trận nữa. Đâu? Đây ạ. À. Từ dòng 55 đến dòng 76 Từ dòng 55 rồi nhân, nó nhân, nó là một đối tượng nhé, nó nhân với một gì, nhân một với ma một trận mặt trận A, khác. Vâng ạ. một trận khác. Nào xem là nếu dòng bằng cột thì thực hiện đi gì. Dạ vâng. Lần đầu tiên thì em phải tạo biến tạo cái một cái ma trận mới ạ. Là ma trận đi xuống ấy. Thì đầu Ừ, đi tiên vô nó sẽ thời giống hết gian, đấy. ừ, giống hết. Xong em chạy một ba vòng lặp để lấy cái resu ra để nhận với cái ma trận ban đầu ấy. Thì em được cái ma trận resu thì là ma trận A nhân với ma trận đá trò. Xong thì sau đó em phải gắn lại cái số rong của mấy cả số cột của cái ma trận ban đầu gắn cái số rong của cái ma trận đi dù cho cái rong của cái ma trận ban đầu
với cả cái cột của Visu bằng cột của cái mặt trận A đấy ạ. Thế tại sao ở dưới thì là A chấm column, trên thì lại không có, là sao? Đó, cái này là cái ban đầu thì cái mặt trận Visu sẽ là cái biến của đó là biến số dòng số cột là chứa được nhập đấy ạ. Thì em sẽ gán cho cái số dòng của nó sẽ bằng với cái số số dòng của cái mặt trận ban đầu đấy ạ. Thế sao nữa? Sau đó thì cái biến biến con cái số cột của cái biến ví dụ là sẽ bằng cái số cột của mặt trận A đấy. Rồi sao nữa? Sau thì em check vòng lập for của cái mặt trận ví dụ để gán lại cái giá trị element tại easy của bản đồ giá trị A. Gán cái ma trận đấy vào cái ma trận gốc, cái ma trận đang làm việc, cái đối tượng đang làm việc, đúng không? Được rồi. Thế nhưng mà thế cần sao lại có cái chỗ L không nhân được hai ma trận là thế nào? Là cái lấy là khác, cái em xào cái là không nhận được hai mặt trận nhỉ. Sao bên dưới lại mở ngoặc cái gì nữa là sau luôn sau mới chạy bóng phò ấy ạ. Còn không có cái chấm phẩy vào đấy đâu, ta nhìn nó rồi. Rồi đấy, như thế này là đúng rồi đấy, thế này là đúng rồi đấy. Tức là chúng ta phải dùng một cái tạm để chúng ta đựng cái kết quả nhân, sau đó chúng ta phải gán cái kết quả nhân đó vào chính cái đối tượng mà chúng ta đang thực hiện cái thao tác của nó. Được rồi, tiếp theo là bài nào nữa? Cái bài trên đấy. Tổng là sao? Tổng đâu? Đấy ạ. Tổng thì đơn giản rồi, cộng ngay trực tiếp. Tại sao cái thằng nhân nó không trực tiếp như thằng cộng được? Bởi vì rằng là thằng nhân nó phải nhân nhiều lần. Mà nếu mà ta đưa ngay cái giá trị mới vào thì nó làm hỏng mất cái ma trận gốc, mất sai số liệu, đúng không? Rồi tiếp theo, nhân với một số k cũng thế. Rồi main đâu? Nào em chạy thử xem nào. Từ từ tôi nhìn hàm main của cậu làm những cái gì nhé. Nhập ma trận thứ nhất này, nhập ma trận thứ hai này, là vào B này. Sau đó là gì? Ma trận thứ nhất, ma trận thứ hai in ra để xem này. Nhập một số K này, nhân ma trận với một số. Em cho nó in luôn là cho ma trận nhân với số mấy luôn, nhìn cho nó dễ được. Sau đó là ta nhân với K này, ta output ra này. Ta cộng với B này, ta in ra này, ta nhân A với B này, chúng ta lại in ra này, rồi đúng rồi, em chạy thử xem nào. Từ từ thế nào? Ma trận thứ nhất 1 2 3 4, ma trận thứ hai cũng 1 2 3 4, số 3 nhân ma trận với một số, tức là nhân với số 3 đấy, thì ta được 3 6, đúng rồi, cộng hai ma trận thì ta được là gì? Sao lại bị sai ạ? Không đúng rồi, cộng hai mà trận là cái bài mà trận A thì đã nhân với 3 rồi đúng không? Được rồi. Rồi đúng rồi, nhân hai mà trận. Kiểm tra chỗ này xem có đúng không nhá. Nhân hai ma trận này, ma trận thứ nhất bây giờ là 1 2 3 4. Ma trận thứ hai vì lúc này ta đã nhân nó với 3 rồi thì nó là 3 6 9 12, đúng không? Bây giờ cái dòng thứ nhất là 1 2 nhân với cái cột thứ nhất là 3 9. Thì ta được 1 nhân 3 cộng 2 nhân 9, 9 2 18 cộng 3 21. Sẽ ra 28. Đâu rồi, cái ma trận ban đầu, ma trận A là sẽ là ma trận của
cái number cộng với ma chất thứ hai ạ. Đây là cái ma chất đầu tiên đấy ạ. Là cái ma chất đầu tiên là cái, tại vì mình khai báo là bởi vì em lại được rồi. Em lại thực hiện cộng rồi. Đúng rồi, em thực hiện nó cộng với một ma trận khác rồi. Như vậy bây giờ cái ma trận đầu tiên sẽ là gì? 4, 8, 12, 16. Ma trận thứ hai là gì? 1, 2, 3, 4 ạ. 1, 2, 3, 4 đấy ạ. 1, 2, 3, 4. Rồi thế thì xem nào. 4 nhân với 1. Cộng 8 nhân với 3 là 24. Rồi đúng rồi. Rồi. Nhưng mà em còn câu nào chưa làm được không? Con câu cuối ạ. Câu cuối là gì? Thôi giờ thoát ra xem nào. Câu cuối là gì mà chưa làm được? Câu cuối là viết một cái hàm bạn nhân một vector, nhân một ma trận một vector. Cái này dễ quá mà viết ở bên ngoài. Hàm bạn thì là chúng ta viết như là một hàm bình thường ở bên ngoài. Rồi, em hôm nay như thế là có một số em phát biểu đóng góp xây dựng bài. Em vừa rồi cuối cùng ấy, bài tương đối tốt đấy. Em gửi cái bài cho cả lớp nào, gửi qua cửa sổ chat cho các bạn tham khảo cái bài đó. Thấy cửa sổ chat thầy để một mình thầy. À thế à, đâu. Rồi, gửi đi. À, em Đức Anh, em Trường, em Nghĩa đều gửi cho các bạn tham khảo, kể cả có cái chỗ nào chưa thật đúng. Thì cũng đấy là một cái học rút kinh nghiệm, gửi cho các bạn tham khảo. Chúng ta gửi luôn lên trong tăng nghỉ, không có là ca sau họ họ vào. Thế em tải cái bài của các bạn về nghiên cứu tham khảo. Hết chưa nhỉ? Gửi hết chưa? Tôi đánh dấu cộng 4 em hôm nay phát biểu nhé. Nghĩa là 1 này, Lương Quang Trường là 2 này, Quang Trung là 3 này, Đức Anh là 4 này. Đó là có một cái đóng góp xây dựng bài. Hôm nay chúng ta dừng ở đây các em nhé, bởi vì là ca sau họ là họ vào phòng của mình rồi.